Rồi, mời em gái. Em cảm ơn chị. Rồi, mình tháo mở mặt nạ ra đi hai anh chị ơi, hai bạn ơi. Rồi, hello cưng. Rồi, đẹp gái. Rồi, bây giờ mời anh trai giới thiệu trước về thông tin của mình nè, mời em. Xin chào quý khán giả chương trình và xin chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Trung Tính. Em năm nay 33 tuổi, làm việc sinh sống tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Mỹ Tho, Tiền Giang, đang làm việc gì dưới Tiền Giang? Em làm bên cơ khí đóng xà lan chị. Ồ, đóng xà lan, mình làm công ty hay là mình làm... Dạ, em làm công ty gia đình. Làm công ty gia đình luôn. Dạ. Em làm cái vai trò gì trong cái công ty đó? Em làm bên lắp ráp với lại bảo trì máy móc với sửa chữa nhà xưởng. À, là mình có nghề đúng không em? Dạ. Rồi, mời em. Dạ, nhà, chào quý vị khán giả. Em chào chị Cát Tường. Chào em. Chào bạn bên kia. Em tên là Lê Hoàng Bích Vân. Em năm nay 35 tuổi. Em hiện là công nhân vận hành máy của công xí nghiệp bao bì Lixin. Em đang làm ở dưới Long An. Long An, dạ. Người Tiền Giang, người Long An. Ôi, gần xịt mà đúng không? 30 cây chị. 30 cây, nhiều khi nó ráp danh luôn á. Hỏi thử coi coi là ở đây là Long An ở khúc nào, và Tiền Giang ở cái đoạn nào, nhiều khi nó ráp danh nhau luôn đúng không? Dạ. Em ở khu công nghiệp Tân Đức à. Biết không em? Chắc em bao xa? Khoảng 35 cây. 35 cây, dễ ẹt ha. Dạ. Giờ thí dụ hai đứa yêu nhau bao lâu gặp nhau được một lần? Thì em thì công việc của em thì chủ nhật em được nghỉ. Rồi. Ví dụ như có nhiều công việc thì chủ nhật có tăng ca này kia thì... Ừ. Rồi, vậy là coi như gần tháng tuần gặp nhau được có ngày chủ nhật thôi. Tháng 4 lần cũng nhiều. Tháng 4 lần là nhiều rồi đó hả? Dạ. Em thấy sao em, nếu mà yêu xa xôi vậy thì giờ ảnh bận quá em xuống thăm ảnh được không? Dạ được. Mà theo như em thì một tuần một tháng gặp nhau 4 lần vậy là nhiều hay ít hay cũng vừa? Dạ vừa rồi chị. Vừa đó hả? Dạ, tại em cũng làm trong tuần cũng không có rảnh. Em cũng chỉ rảnh chủ nhật thôi. Dạ. Rồi vậy thôi, yêu nhau rồi sắp xếp ha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Thì điểm mạnh của em là trong công việc thì em siêng năng, làm việc thì có chí cầu tiến. Thì xếp ra công việc nào là hoàn thành công việc đó, năng nổ trong công việc. Công việc thì đối với em thì không có gì khó, chỉ có sợ mình công việc quá khó thì nhờ người khác phụ thôi. Bỏ qua, bỏ qua. Phụ chứ không có bỏ gì. Rồi. Là ưu điểm thì nấu ăn ngon. Wow. Biết nấu ăn phải. Ghê vậy đó hả? Dạ. Đóng xà lan rồi mà còn biết nấu ăn ngon nữa. Thì đó, gia đình mẹ mất sớm nên ba anh em tự bươn chải rồi nó cũng lăn lộn vô bếp rồi cũng biết nấu ăn. Rồi, nấu ngon nhất là món gì? Đó giờ món gì nấu ai cũng khen, chưa biết món nào ngon nhất chị. Yeah. Rồi còn gì nữa, ưu điểm gì nữa? Thì em cũng có thể giao lưu văn nghệ này kia. Làm thử một câu đi, chứ giờ nấu ăn ở đây mình không thử được đúng không em? Yeah. Hát là được nè, mời em. Em thì thường về quê ngoại thì cũng hát nhạc miền quê. Nên xin gửi chương trình bài Về Quê Ngoại. Rồi, mời em. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắm lơ. Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoài một lần thôi, nơi anh chào đời ngoài ru bùi ngùi, ở năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Hết rồi hả? Trời ơi, đang hay mà làm cục hứng ghê luôn vậy đó. Thôi nói hát biết hát mà hát vậy có nghĩa là nấu ăn được đó. Dạ ha, mình tin ha. Rồi còn em, ưu điểm khuyết điểm em là gì nè? Dạ em siêng năng, cần cù, chăm chỉ trong việc làm. Khuyết điểm của em không biết nấu ăn. Trời đó cơ, vậy chứ hồi đó giờ ai nấu cho em ăn? Dạ mẹ em nấu. Mẹ nấu? Ủa mẹ không có chỉ cho nấu gì hết trơn rồi mẹ mốt dạ, lấy chồng phải. Rồi sao? Mấy món đơn giản em biết nấu. Ví dụ trứng luộc hay gì? Ví dụ món gì biết nấu nè? Như canh rau, tôm. Có tôm vô là được rồi, còn gì nữa không? Dạ, chiên trứng cũng chiên được. Đúng rồi, rồi, vậy được rồi. Thôi cố gắng ha, từ 21 rồi, ví dụ mình có con cái nữa là tự động mà mình muốn làm đồ ăn cho con mình ăn ngon. Muốn tự tay mình chế biến rồi từ từ mình cũng lên mạng mình học hỏi cách nấu. Dạ. Đúng không? Rồi còn gì nữa không? Có khuyết điểm gì không? Dạ, em hơi nóng tính. Em chỉ có nóng tính thôi. Nóng tính thôi? Dạ. Rồi, tình trường thì sao? Em có một mối tình duy nhất. Mối tình bao lâu rồi? Cách đây 10 năm rồi. Cách đây 10 năm? Dạ. Quen được bao lâu? Quen được 3 năm. Rồi tại sao chia tay? Anh đó, anh cứ kêu em chờ hoài à. Giống như là... Không chịu cưới? Dạ đúng rồi. Anh đi làm mà anh không chịu lo làm. Rồi em hỏi anh có tính tới chuyện tương lai không? Rồi anh kêu em chờ đi. Rồi em cứ hỏi. Cứ chờ. Chờ xong hỏi xong chờ. Nản quá nghỉ luôn. Dạ. Nếu mà quen nhau được cảm thấy hợp ý thì bao lâu tiến tới hôn nhân được?
Dạ thì em bây giờ em 35 rồi. Em càng sớm càng tốt. Ừ, rồi để đó tôi giải quyết. Rồi mình tình trường mình mấy mối tình rồi? Thì cũng trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì cách nay cũng 10 năm rồi chị. Cũng 10 năm luôn, bên đây cũng 10 năm, bên đây cũng 10 năm. Nhưng mà có mối tình thứ hai thì mới đây khoảng 2 năm. Ở đây 2 năm. Cái mối tình 10 năm nó quen được bao lâu? Cũng năm mấy chị. Sao chia tay? Lúc đó thì đi học chung này kia quen rồi à. Sau thì ra trường, rồi đi học Sài Gòn, em thì ở quê. Xa mặt cách lòng. Dạ. Rồi cái mối tình sau này ở đâu? Sau thì cũng có Facebook này kia rồi quen trên Facebook. Rồi cũng tìm hiểu nhau, quen nhau được gần 4 năm. Trời ơi, quen cũng lâu quá, 4 năm mà sao không cưới? Cũng gia cảnh gặp trục trặc. Gia cảnh ai trục trặc? Em hay? Bên gia đình bạn nữ. Gia cảnh đó sao mà trục trặc? Thì cũng có con riêng rồi cũng không có chấp nhận em. Ai không chấp nhận em? Bên gia đình. Người ta có con riêng hay là em có con riêng? Bên kia. Bên kia có con riêng mà không chấp nhận em. Dạ. Gì lạ lùng vậy? Nói chung là em cũng không biết lý do rồi. Sau đó rồi em cũng có tìm hiểu một vài người rồi từ từ tình cảm nó nhạt đi rồi. Rồi bây giờ nếu mà có người ưng ý thì bao lâu em tiến tới hôn nhân? Nếu tìm hiểu thì khoảng từ 6 tháng chị. 6 tháng? Dạ. Chuẩn bị mọi thứ để kết hôn chưa? Dạ. Có rồi chị. Có gì đâu, nói nghe thử coi. Nói chung là đám cưới thì nhà cửa thì em đang... Hiện tại thì em chưa có cất nhà nhưng mà sau này sẽ cất. Sẽ cất là ở riêng? Ở riêng chị. Và ba ai lo? Thì em lo, em út mà. Vậy chứ hiện tại đang ở nhà ai? Đang ở nhà nhưng mà nhà tạm thôi chứ chưa cất nhà. Nhà tạm đó của ai? Của gia đình luôn, của... ở giường chị. À, rồi mốt cất nhà là ở chung với ba luôn, dạ. Đúng không? Dạ. 6 tháng là bắt đầu tính tới chuyện hôn nhân đúng không? Dạ. Yên tâm nha em nha, nhanh gọn lẹ, được. Rồi hình mẫu lý tưởng của em sao? Em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Dạ, em chỉ cần người đó là trung thủy, đừng có gia trưởng và đừng biết hút thuốc. Rồi, có hút thuốc không? Bỏ nè. Hả? Bỏ được. Hên quá, mới bỏ cách đây năm, hồi đó ngày hút 3 gói. Mới bỏ 1 năm. Dạ, vậy thôi à? Vậy thôi. Dạ. Uống bia được không? Dạ được. À là chỉ không thích hút thuốc thôi. Dạ. Nhậu nhẹt chút đỉnh được. Dạ. Chứ dưới miền Tây nhậu dữ lắm à. Đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Em có nhậu không? Dạ không. Em không biết nhậu. Rồi. Rồi hình này, cao thấp mập ốm sao? Cao hơn em là được. Em cao mét mấy? Em có 1m55. 1m55 được. Này cao mét mấy? 65. Dạ. Trời, tôi đoán hay ghê. Tiếp. Em không biết nữa. Thôi, có mắt mũi miệng tóc tai quần áo gì không? Lịch sự là được rồi. À, anh có xăm mình được không? Dạ được. Được luôn hả? Dạ. Trời, em dễ dãi quá. Em nói nghe nè, đưa mượn mượn bàn tay coi. Sao mình đóng thuyền đóng mọc gì mà móng tay dài ngoặt đen chi vậy em? Này là để làm dây điện chị. Hả? Làm dây điện. Làm dây điện mà có móng tay dài để làm gì? Mấy cái thiết bị nhỏ này kia đó. Móc khửi khửi, móc móc vậy đó hả? Dạ. Trời ơi, đồ có vệ sinh sạch sẽ không vậy? Có. Đi lên này chà chanh. Vệ sinh sạch sẽ an toàn nha. Dạ. Rồi, mẫu người lý tưởng sao? Muốn kìm người bạn gái như thế nào? Thì mập mập tròn tròn cũng được. Được, vô, trúng ý luôn, cái gì nữa? Thì cái hình mẫu của em thì cái giống như diễn viên Lê Vela vậy. Trời ơi, trời tròn, tròn, mập mập. Rồi gì nữa? Thì tính tình thì biết quan tâm chia sẻ. Đừng có mà cái kiểu mà son phấn quá. Trang điểm nhẹ sơ ok. Rồi bây giờ đâu thấy hai bạn có đem hình theo nè, để chị coi coi. Đó, cao 1m65, làm thủy thủ đóng tàu. Bên đây 35 tuổi. Ủa nãy em nói em làm gì chị quên mất tiêu rồi. Em làm công nhân. À làm công nhân. Công nhân mà công nhân về cái gì, vấn đề gì để người ta nhìn ta đoán. Bao bì á. Bao bì rồi đoán đi, do ai giống bao bì á? Ai? Cô nào? Áo dài xanh này. Xanh này. Lý do sao chọn cô đó? Nghe cái giọng nói đó. Rồi nghe giọng nói đó là cổ luôn hả? Để cầm đi coi lát biết đúng không, chứ tôi cũng không biết nữa. Em nghĩ cho anh này. Tại sao chọn anh đó? Đi ảnh trẻ nhất. À, ảnh trẻ nhất hả? Dạ. Ồ, mà nếu anh đó thì em chịu không? Em cũng không biết nữa, em gặp hạnh mới biết. À, nhiều khi trong hình nó khác ở ngoài. Dạ. Đúng không? Dạ, bây giờ đặc biệt lắm, hôm nay chương trình của chúng ta là có gia đình hai bên tham dự. Đáng lẽ là cho các bạn nhìn nhau trước, nhưng bây giờ Tường đổi lại. Tường để cho gia đình hai bên gặp nhau trước coi có ưng bụng không. Nói vài lời khích lệ tinh thần hai bạn, rồi lúc đó Tường mới cho hai bạn nhìn nhau và tâm sự với nhau, được không? Dạ. Dạ, con mời gia đình của bên nhà bạn trai ạ. À. Dạ, mời gia đình bạn gái vào ạ. À. Dạ, kính thưa quan viên hai họ,
Hôm nay là buổi lễ ra mắt của gia đình hai bên. Trước tiên là đây là ba của em đúng không? Dạ. Dạ còn cô là như thế nào với dạ và bạn gì với mẹ? Vậy thì ngày hôm nay thì hai cô với chú đến tham gia chương trình. Nãy giờ cũng nghe câu chuyện chia sẻ của hai bạn. Thế thì cô chú có nhận xét như thế nào về bạn gái ngày hôm nay? Và theo như ý cô chú nghĩ thì cặp đôi này có hợp với nhau hay không? Có nên bấm nút với nhau hay không ạ? Ông mời chú trước đi ạ. Chú là ba là chú cho ý kiến trước. Chú có yêu cầu gì về con dâu không ạ? Kính thưa mặt trời với cô Cát Tường, thì tôi có ý kiến nãy giờ nghe hết ráo rồi. Dạ. Thì giờ hai cháu nó thuận với nhau thì tôi chấp nhận, không có cái gì khác. Dạ. Nhưng mà cái tánh quanh này thì nó phải nóng, nhưng con tôi nó chịu hết, nó nóng nóng lắm nhưng mà nó nhịn rồi chút xíu nó chịu. Dạ. Tánh nó vậy. Dạ. Vấn đề tiến tới hôn nhân thì tính nó rồi trong vòng năm nay, nếu mà mình có trong quanh chị gái có thấy như vậy nhanh không, hay là muốn đợi chừng nào nó tùy nữa. Dạ. Vậy bác nghĩ là cặp đôi này được không, nên bấm nút không bác? Được. 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 Dạ. Dạ con cảm ơn bác, ủng hộ hả bác ha. Rồi được. Dạ bây giờ đến bên họ nhà gái ạ. Dạ. Trời ơi hai dì giống nhau quá. Dạ. Hai chị em hả? Dạ. Dạ, dì là mẹ của mẹ của Quang. Vân. À, mẹ bé Vân. Dạ, thì hôm nay dì cảm ơn coi như là chào Cát Tường. Dạ. Chào tất cả mọi người trong trường quay. Coi như là mình thấy đến đây là thấy cho hai cháu nó được tìm hiểu nhau. Dạ. Rồi thế thí dụ như mà tìm hiểu mà cặn kẽ mà kết hợp được thì cũng nên tiến tới. Dạ. Đó. Thế hồi nãy bên nhà bác trai có nói ví dụ như trong năm nay mà nếu đôi trẻ ưng bụng thì là bác sẵn sàng, dì sẵn sàng gả chưa ạ? Dạ sẵn sàng luôn. Sẵn sàng. Dì có yêu cầu có nhận xét gì vài câu với coi như anh trai để tương lai biết trong được tương lai. Coi như tương lai đi. Dạ. Thì nhưng mà mới cái tuổi 32 thì rất là chững chạc. 33 rồi. À, 33. Nhỏ hơn là 2 tuổi. À. Nhỏ hơn gì có ngại. Nhưng mà rất là chững chạc đó. Cũng là tốt rồi. Nhất trai lớn 2, trai hơn 1. Dạ nếu mà hai bên gia đình đã đồng thuận thì con nghĩ chắc là đại diện xuôi gia hai bên nên bắt tay chào hỏi nhau, biết đâu sau này mình làm xuôi thiệt. Dạ. Chào hai nha. Chào chị. Dạ. Dạ cảm ơn gia đình hai bên ạ. Dạ. Rồi cho tiếp tục đôi trẻ tìm hiểu nhau ạ. Dạ cảm ơn bác. Dạ cảm ơn. Dạ. Kính thưa quý vị, đáng lẽ đôi trẻ phải đứng lên chào các bậc phụ huynh nhưng mà Tường không có cho, tại đứng lên là lộ bí mật, đứng lên là nhìn thấy nhau hết, chứ không phải là người ta vô phép đâu ạ. Chị Tường đứng lên chào đại diện được rồi. Bây giờ mời hai bạn nhìn vào cánh cửa trái tim, đây là lúc quan trọng nhất nha. Đó, để xem mình có thật sự là của nhau hay không ở cái nhìn đầu tiên. Xin mời cả nhà. Chào. Nhất gái lớn hai, dì trai lớn một tặng đi. Đây cái may mắn hả? À, chúc anh mọi việc đều gặp nhiều may mắn. Anh cũng có món quà gửi thằng em, này là cái món cây sương rồng anh tự trồng. Tự trồng? Dạ. Cảm ơn anh. Nó gai góc thì nó cuộc sống thì lúc nào nó cũng gai góc. Thì hy vọng là sau này trong cuộc sống những gai góc, những chiếc buồn vui trong cuộc sống có anh chia sẻ cùng em. Thôi, ngồi xuống nha hai bạn. Rồi cái màn mà mở cửa trái tim và tặng quà cũng thấy trùng khớp với nhau nữa. Cả hai cùng tặng cây cho nhau, cùng ý thích mai mốt về chăm sóc cây cỏ trong nhà nha. Những gì nãy nói nhớ nha. Sao có chút xa xuyến gì chưa? Có gì chưa? Em biết đâu mà đỏ mặt. Sẽ đổ mồ hôi vậy. Chị Tường sẽ dành cho các bạn ít phút để trò chuyện riêng tư với nhau, để cho các bạn tìm kiếm một cái chút cảm xúc. Rồi có gì khó khăn chị Tường sẽ quay trở lại hỗ trợ. Bây giờ xin mời hai bạn thoải mái lên, thư giãn buổi trưa. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Phiêu Mực. Wow, đó đây là món ăn sashimi của nhà hàng Phiêu Mực nha. Hồi xưa giờ mình ăn cái món ăn này chưa? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Hôm nay vừa có bạn gái vừa trải nghiệm món ăn ngon. Bạn này chưa ăn chắc em cũng chưa luôn đúng không? Dạ. Yeah. Ở dưới quê mình hình như chưa có nhà hàng những cái món này đúng không? Dạ. Yeah. À mời các bạn thưởng thức ha. Đây là cái món sashimi giống như là nó là dạng đồ sống á. Dạ. Của Nhật ha, mình ăn thử cho xem như thế nào nha. Dạ. Yeah. Rồi vừa ăn vừa thoải mái trò chuyện tâm tịch sự với nhau. Rồi mời hai em ngon miệng, ăn đi cưng. Mời em. Thì nếu mà quen thì anh lên năm em một lần hả? Dù như công việc nó ổn định thì em rảnh nhà nào lên nhà đó không được. Em làm ở Long An nhưng mà nhà em là trên thành phố.
thành phố Hồ Chí Minh, chứ em không phải ở dưới Long An. Thì dụng tuần hai tuần thì em chạy lên đi chơi cà phê áo này kia, phim gì ok. Dụ như rảnh rảnh thì mời em với gia đình xuống nhà chơi cũng được. Ở dưới nhà anh có trồng cây gì không? Có, nhưng mà đang mùa này mùa hạn đó, rồi cây trái nó không được xum xuê lắm. Nó khô cằn, tại vườn cũng mới cải tạo lên nên nó không có được nhiều cây trái. Dạ. Nhà thì cũng có trồng bưởi với mít. Dạ. Với dừa. Chắc cỡ 2 năm nữa nó mới được đẹp như vườn lâu năm. Dạ. Mà có thích làm vườn không? Em thích. Em thích ăn trái cây mà. Em thích trồng. Ăn là phải làm nha. Đúng rồi. Phải có ăn rồi phải có làm mới có ăn chứ. Trời ơi, cái gì mà tôi cho thời gian nói chuyện có nhiều cặp đôi hả, nói hoài không hết chuyện. Mà ông nói chuyện mà ông nhìn ra ngoài ông cầu cứu tôi hoài, gật rủ tôi vô phải không? Không rồi, cảm thấy chia sẻ nhau vừa đủ để... Đủ rồi đó, vừa đủ luôn, hiểu chưa? Rồi đã hỏi cổ là bây giờ là cái chuyện hẹn hò sao chưa? Dạ rồi. Là đi xuống sao giờ giấc là biết nhà cửa cổ chưa? Dạ thì sau chương trình thì có. Sau chương trình có luôn, tự tin là cổ bấm nút luôn hả? Dạ. Hay quá, tự tin, được. Quan điểm hôn nhân, tình yêu của em là như thế nào? Nói chung là yêu chân thành thì tiến tới hôn nhân thôi. Tiến tới hôn nhân luôn. Theo em nghĩ dù hai vợ chồng mà lấy nhau là mình cần phải yêu trước đã rồi mình mới lấy, hay là mình cứ thấy ưng bụng, mình thấy được, mình lấy về rồi tình yêu từ từ mình bồi đắp? Từ từ bồi đắp cũng được chị, tại vì tình yêu nó xuất phát từ cái va chạm cuộc sống chứ không phải là va chạm từ cái ánh mắt nhìn đầu tiên. Ồ, còn quan điểm của em thì sao? Yêu rồi mới lấy hay là cũng có thể thấy ưng bụng, thấy được mọi thứ bằng cái lý trí, thấy người này ok rồi lấy, từ từ yêu sau cũng được, hay là phải bằng cảm xúc, yêu cái đã rồi mới lấy? Em thì thiên về cái sau nhiều hơn. Là phải yêu cái đã. Dạ, mới lấy. Đúng rồi. Nhưng mà em cũng giống như mà, tại vì em làm cũng rất là bận á, nên em cũng nghĩ là nên là lấy nhau rồi hai người mà dạng như có va chạm trong cuộc sống rồi á, bắt đầu yêu từ từ cũng được. Mê trai nữa, mới nghe ông này ông nói câu đó nói lại y chang luôn. Thiệt chán ghê sợ luôn á. Trời ơi em ế quá mà chứ. Ế mà cứ vậy hoài, từ từ ngồi yên đó tôi gả cho. Cứ nói ế hoài nhà trai người ta lên giá, thiệt tình luôn. Liêm sĩ gì tầm này nữa. Liêm sĩ gì tầm này nữa hả? Không được em, mà em có hứa em hốt người ta không? Mà em nói người ta liêm sĩ gì tầm này. Trời ơi con gái người ta phải có sĩ diện chứ, để đó tôi làm giá tôi bán cho. Dạ. Rồi bóc đi em, đưa một tấm, đưa một lá. Em màu xanh hay màu đỏ? Em thích màu nào cũng được hết trơn á. Em màu gì thì bên đây màu ngược lại. Rồi đọc lên. Bạn trai đọc trước đi. Bạn nam hãy thuyết phục bạn gái để được hôn và ba điểm bất kỳ trên cơ thể. Vô, mời em bước qua lời quá, tham gia chương trình lời quá trời ở ngoài. Má bạn gái vỗ tay quá trời, bước qua liền mạnh mẽ lên nè. Mẹ ơi. Rồi con em đọc câu em lên chị nghe coi. Dạ. Nếu phát hiện bạn trai đi vào khách sạn cùng một cô gái lạ thì bạn nữ sẽ xử lý như thế nào? Trời ơi, thôi cái này suy nghĩ đi, cho xử lý. Cho bạn gái xử lý trước đi. Rồi bạn gái xử lý trước. Em đang phát hiện chồng em vô khách sạn với một người khác, lúc đó em xử lý như thế nào? Em sẽ vô gặp ảnh em hỏi. Ai cho em vô khách sạn? Tại vì em đã biết là ảnh ở trong đó rồi. Rồi em làm sao, em nói sao để em vô? Bây giờ chị là chủ khách sạn nè. Ủa cô đi đâu vậy cô? Em nói là dạ em có... Có ai? Anh chồng ở trong khách sạn. Anh chồng trong khách sạn chắc chủ không cho, em cho vô. Không thì em ngồi em chờ ảnh. Ngồi chờ ở đâu? Chờ khách sạn chờ luôn. Chờ ngay khách rồi, sạn. Rồi bây giờ cho đặt cái trường hợp là người ta không cho em lên khách sạn. Ừ. Nha, em ngồi ngoài, rồi, em ngồi ngay cửa khách sạn. Rồi anh này anh đâu có biết gì đâu. Ảnh đi xuống, ba người chạm mặt nhau, em làm gì? Em hỏi ảnh. Hỏi sao? Hỏi đi. Hỏi đi anh trả lời nè. Đây là tôi với ảnh nè, đó ba người ra nè. Tôi đi với ảnh trong khách sạn mới ra nè, đó. Rồi hỏi đi. Anh còn yêu em không? Trớ trêu quá chị. Trớ trêu quá, trả lời đi, vợ em mà trời ơi. Nếu mà em đã có vợ rồi thì em sẽ không bao giờ đi với người khác trong khách sạn. À nếu em có vợ rồi em không có đi, cho nên cặp này không có xảy ra. Chắc không? Chắc. Nhưng mà chị hỏi em nghe nè, có nhiều người người ta rồi giả tỷ khúc đó em lên em hỏi vậy rồi người ta trả lời là hay là người ta vẫn nắm tay cái người bạn gái đó của người ta thì đó, lúc đó em quyết định luôn. Em quyết định sao? Dạ, quyết định chia tay. Em dứt khoát, em không có dây dưa. Chị thích em mạnh mẽ. Dạ. Dù sao cũng phải cho mình một cái kết quả. Đúng rồi. Đúng không em? Dạ. Thà đau một lần rồi thôi. Đúng. Nhưng chúc mừng em, chồng em không bao giờ làm vậy nha. Dạ. Vô. Bạn nam hãy thuyết phục bạn gái để được hôn vào
3 điểm bất kỳ trên cơ thể cô gái. Đừng có nghĩ đen tối quá. 3 điểm bất kỳ, đừng có nghĩ đen tối quá. Mời em qua. Nói sao đó nói. Cô từ từ, cô giữ giá cho tôi nha. Tiến tới, nói gì nói đi. Anh thì hồi đó giờ chưa quỳ trước mặt ai, nhưng mà hôm nay đến chương trình anh xin quỳ trước mặt em và anh có món quà tặng em. Sao em dám nhận? Cái này thiệt luôn á chứ, cái này không phải trò chơi chương trình nha. Sao vậy? Sao em dám nhận? Tùy em thôi. Chị đâu có biết, cái này chị cũng bất ngờ ngoài chương trình mà. Em nhận trước đi, em đeo sao? Rồi, em nghe lời anh, để em nhận trước. Rồi em cảm ơn anh. Vậy được không rồi nhá. Mới nói gì vậy? Tôi hồi hộp, tôi không nghe luôn. Anh nói em nhận rồi là anh được quyền hôn rồi. À rồi. Anh hôn đâu cũng được. Tôi nói rồi, tôi nói để nó từ từ thiệt. Rồi ba chỗ mới hôn tay phải không? Một cái lòng bàn tay. Đừng có chỉ điểm. Anh ngại mà. Chỗ. Ai cho em bán. Trời ơi. Dì cũng đừng có bức xúc quá. Thôi kệ nha dì nha, con gả luôn nha dì. Được không dì? Chứ nhận người ta cũng lấy luôn rồi, má tự đưa cho hôn luôn rồi dì ơi. Thôi rồi, xong rồi. Được chưa? Về chỗ. Được rồi, về chỗ. Rồi bây giờ về ngồi nói tôi nghe cái vụ chiếc nhẫn này là làm sao nè. Bây giờ trò chơi của chương trình là kết thúc nè. Nhưng bây giờ quay lại cái vấn đề chiếc nhẫn là làm sao, nói cho anh nghe rõ ràng coi. Chiếc nhẫn này ở đâu ra vậy? Một người bạn làm bên nghề kim hoàng làm tặng. Nhưng mà hôm nay em chủ đích đem đến chương trình mà em định là gặp ai em cũng tặng không, hay là gặp đúng người em muốn em mới tặng? Mới tặng chị. Là nãy giờ em thấy đúng rồi đó hả? Tặng cái chiếc nhẫn nó có ý nghĩa gì, em nói rõ với cổ. Thì muốn đeo chiếc nhẫn thôi, là chiếc nhẫn cưới, nhưng mà chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn đầu tiên tặng cho người con gái anh thôi. Đây là chiếc nhẫn gọi là tỏ tình. Dạ. Đúng chưa? Tại vì em muốn lần quỳ gối trước mặt người bạn gái là lần cuối cùng. Tại vì đó giờ em chưa quỳ gối trước mặt ai hết. À, có nghĩa là sau này nếu mà tặng chiếc nhẫn kết hôn là không có quỳ nữa, đứng. À, chỉ có quỳ một lần, này là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, là tỏ tình. Và tỏ tình mà nếu em đồng ý là sẽ tiến tới kết hôn luôn. Mà lần sau kết hôn tặng nhẫn khác nhưng không quỳ nữa. Dạ. Không, em muốn nếu mà có kết hôn anh phải quỳ nữa chứ. Chứ tự nhiên phải bớt thôi, và làm giá nữa. Được ta vậy rồi còn đòi lên nữa. Hồi nãy thì mới đòi gả không, bây giờ ta tặng người ta quỳ rồi đòi. Tại anh quỳ rồi nên em mới muốn quỳ nữa. Không thương thì chấp nhận hết chị. Đó rồi, thôi kệ đi, hai đứa muốn làm gì làm. Bây giờ cho các bạn 30 giây. Hai bạn nhìn nhau. Nếu ai còn muốn nói điều gì nữa thì hãy nói. Nói những gì mà chúng ta đang suy nghĩ trong thời điểm này. Sau đó chúng ta sẽ đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại sau 3 tiếng đếm của chị Tường. Nếu đồng ý hẹn hò, bạn trai đeo nhẫn vào tay bạn gái. Nếu không đồng ý hẹn hò, chúng ta có quyền lặng lẽ lấy tay ra không bấm, và em trả lại chiếc nhẫn cho bạn trai. Dạ. Vì đây là chiếc nhẫn để mà tiến tới hôn nhân. Đồng ý ý chị nói không ạ? À? Dạ. Em có cần hỏi ý gì gia đình không để quyết định? Dạ, các bạn có muốn không? Để em hỏi. Đồng ý không? Dạ. Rồi, dạ con mời dì vào lại đi dì ạ. Dạ. Bạn gái muốn hỏi ý kiến, tại đây là chuyện quan trọng nên con cũng muốn là cho bạn gái một cơ hội. Nói lớn không sao ạ. Hai mẹ con. Con nếu mà con cảm thấy con chấp nhận được thì con bấm. Thế là con tìm hiểu mà, chứ đâu phải là mình bấm được phải nhận liền đâu. Đó. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm đi ạ. Nhắm mắt lại nhé. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, hiểu luật rồi nha em nha. Đây là một chương trình rất nghiêm túc, bấm nút để tìm hiểu hẹn hò và tiến tới hôn nhân. Nếu chúng ta không rung động, chúng ta cảm thấy đối phương không phải là một nửa mình đang tìm kiếm, có quyền lấy tay ra, bấm nút vì tình cảm của mình, không phải vì lịch sự. Sau 3 tiếng đếm, không đồng ý, lặng lẽ lấy tay ra. Đồng ý, bấm thật mạnh. 1. Rồi hai bạn lấy nhau luôn đi, tôi về. Rồi đứng lên đi hai em. Bây giờ mình đeo nhẫn. Ủa? Wow. Ngón dĩ gì rồi? Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau đi ạ. Đây là giờ phút mà các bạn đồng ý là chính thức cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu. Và bây giờ, hồi nãy cũng là hôn chơi thôi, bây giờ mới là một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta quen nhau.
rồi. Hôm nay rất là vui đúng không quý vị? Rất là bất ngờ một câu chuyện tình yêu mà Tường nghĩ rằng là có một cái mở màn rất đẹp. Và Tường rất rất hy vọng một ngày đẹp trời tất cả gia đình chúng ta sẽ chờ đón được tin vui từ cặp đôi này nha. Dạ em tên Nguyễn Thị Diệu Hiền, sinh ngày 10 tháng 3 1999. Bạn nói to to lên giùm mình được không? Chắc là cho gần gần máy vào tí. Dạ em tên Nguyễn Thị Diệu Hiền, sinh ngày 20 tháng 3 1988. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Rồi. Làm ở Cà Mau thì hiện làm công việc gì? Dạ em hiện em đang làm kế toán trường học. Kế toán trường học. Rồi. Hiện là một cô gái như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Điểm mạnh của em là hòa đồng vui vẻ, còn điểm yếu của em là mất nói. Em điểm yếu là ít nói đúng không? Dạ. Rồi. Vậy thì trước giờ là bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, có một mối tình. Mối tình đó diễn ra như thế nào? Kể cụ thể chi tiết cho mình nhé. Dạ, thế không ạ? Chị ta. Hai đứa yêu nhau được bao nhiêu lâu? Dạ, một năm. Không hợp ở điểm gì à? Dạ. Không hợp vì cái điều gì? Thì cảm thấy không hợp về tính cách. Nhưng mà yêu nhau một năm thì bắt đầu mới thấy không hợp về tính nhá. Mới thấy không hợp về tính nhá. Dạ. Nhưng mà yêu nhau mới phát hiện ra là không hợp, chứ không hợp cách. Thì dạ đúng rồi. Là, theo bạn thì là trong cái cuộc tình đấy thì phần lớn cái vụ không hợp đấy là do mình hay do anh ấy? Là do đối phương hay là do mình ấy? Hiểu ý không? Dạ, alo? Do cả hai. Rồi, bây giờ bạn mong muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như nào? Qua nói gì mày kìa? Mày biết ta biết thương yêu, biết tên, biết chăm lo gia đình. Biết chăm lo gia đình, còn gì đó không chị ơi? Biết quan tâm, chia sẻ, dạ. Biết quan tâm, chia sẻ. Còn gì đó nhỉ? Có công việc ổn định. Rồi, tiếp ạ. Chững chạc. Rồi. Dạ hết ạ. Rồi, về ngoại hình, không yêu cầu gì ạ? Ngoại hình là ngoại cái quan trọng. Ngoại hình thì phải dễ nhìn. Rồi. Tính cách vui vẻ, hòa đồng. Rồi, tiếp. Còn quê quán thì ở tỉnh nào cũng được. Thế yêu xa được? Dạ. Vậy là yêu xa được, anh ở Sài Gòn được không? Dạ được. Lâu lâu lên hả? Dạ. Thế bây giờ ví dụ như hiệp ghép cho bạn với lại một anh ở Sài Gòn thì hai người sẽ bàn tính, bạn không ngại xa thì mình sẽ yêu thôi hả? Ok, vẫn biết là thiên hướng là sẽ ghép ở Cà Mau ở đó, nhưng mà thí dụ dạ, mà yêu xa thì bạn vẫn, nếu mà tùy duyên thì bạn vẫn sẵn sàng chứ đúng không? Dạ. Ok. Được rồi. Hôm nay buổi đầu tiên làm quen chia sẻ thôi. Thì nếu mà tìm được cái người phù hợp á thì chương trình sẽ gọi lại cho Hiền nhá. Dạ. Rồi, cảm ơn Hiền nhiều. Dạ. Dạ em xin chào chương trình. Rồi. Trong đây thì cũng có một số anh chị em cũng là biên tập của chương trình nữa. Thì bây giờ trước mắt mình giới thiệu về bản thân mình cho mọi người đều biết giùm em ha. Họ và tên, quê quán, nghề nghiệp của mình ha chị ha. Chị sinh năm 82. Chị đang sống ở Hà Nội, quê gốc thì ở Thanh Hóa. Rồi chị ở Hà Nội, chị làm công việc gì? Chị mình chia sẻ được chị. Chị đang làm việc, công việc của chị là kế toán trưởng một công ty về y tế. Dạ. Kế toán trưởng là giỏi lắm ha, tính toán rồi. Dạ, rồi. Về điểm mạnh, điểm yếu của chị là gì chị?
Chị thì thực ra chị điểm mạnh của chị thì chắc là chị không biết nói thế nào nhỉ. Nói chung là một người trong công việc thì chị rất là quyết đoán, còn trong các mối quan hệ thì cũng rất là hòa đồng, cũng dễ chia sẻ. Điểm yếu của chị là chị không có thời gian để dành riêng cho bản thân nhiều. Rồi tình trường của chị sao? Chị đã kết hôn lần nào chưa? Chị một lần rồi em ạ, cách đây 10 năm. Rồi mình nói về cái cuộc hôn nhân đó thì chị, mình ở với nhau bao lâu thì lý do vì sao chia tay? Chắc là được khoảng 7 năm à. Bởi vì là thực ra nó không xuất phát từ cái tình yêu. Nó lấy khi mình lập gia đình, mình còn tức là mình lập theo cảm tính nhiều hơn, đi sống với nhau một thời gian 5 6 năm thì nó có những cái bất hòa, bất đồng. Và chị quý vị bất đồng về cái gì chị? Bất đồng về về quan điểm sống này, về các cái... mình cụ thể cho mà em đi ha. Là tức chuyện gì? Tức là có những cái mà có một sự việc sự vụ nào đấy mà theo cái quan điểm của mình đưa ra là như thế này, nhưng mà anh ấy lại đưa ra một quan điểm khác, và anh ấy thường là anh ấy sẽ đưa ra một cái tính là áp đặt và không 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 có cái sự thấu hiểu và chia sẻ để đưa đi đến một cái quyết định chung. Rồi mình có con gì không chị? Chị có một cháu năm nay vào lớp 10 em ạ. Cháu gái. Cháu gái vào lớp 10 là đang ở với mẹ hay ba? Ở với mẹ. Rồi đỉnh điểm là sao hai anh chị ly hôn? Tại vì mình sống với nhau cũng 7 năm mà. Đỉnh điểm là khi mà cái tiếng nói chung nó không còn ấy, thì bản thân chị thì chị cũng vẫn cố gắng là giữ mô hình gia đình. Chăm lo, tuy nhiên thì anh ấy lại tìm cho anh ấy một cái con người khác, tức là nó có sự không chung thủy, và đến mức đấy thì chị sẽ không chấp nhận. Thôi đến mức độ đấy thì thôi mình thôi. Đúng rồi. Rồi thời điểm mà chị ly hôn là con là chắc cũng mới có 10 tuổi à? Con vào lớp 1. Mới có 6 tuổi thôi à? Đúng rồi. Rồi không có chu cấp gì cho hai mẹ con không? Hay là tự chị nuôi? Tự chị nuôi thôi. Còn trách nhiệm không phải hỏi. Nói chung là khi mà chị quyết định là chị chỉ cần con thôi mà. Nhưng mà chị bố có qua lại để thăm năm con không chị? Thỉnh thoảng cũng có qua, nhưng chỉ gặp con thôi. Chỉ gặp con và mua cho con quà bánh gì đó thôi. Rồi ok chị. Nhưng mà chị tham gia chương trình thì tại vì chương trình của em là ở trong Sài Gòn, ghi hình cũng trong Sài Gòn, thì có gì chị có thể bay vào Sài Gòn được không? Nếu như mà nó phù hợp thời gian và hoàn cảnh thì chị có thể đi được các cái gì được. Hiệp ơi, em hỏi giùm chị đi, hôm nay mình nó khóc quá à. Dạ vâng, vâng, được rồi chị ơi. Dạ vâng, bây giờ chị hỏi mẫu người chưa nhỉ? Alo, chị ơi, chị. Dạ vâng, cho em hỏi là điều gì mà chị không thích nhất ở người đàn ông ạ? Thực ra chị thích, không thích thì nó cũng nhiều, nhưng mà cái mà chị cần là nghiêm túc, một người nghiêm túc, đứng đắn và có trách nhiệm, và phải là một người có đạo đức. Đó là những cái tiêu chuẩn mà chị cần. Thế còn trong cuộc sống thì đâu đấy nó còn có nhiều cái đòi hỏi hơn, nhưng mà chị sống với nhau thì lúc đó mình sẽ tự cân đối. Nhưng mà những cái mà chị cần là chị vừa nói, bốn cái điểm mà chị nói đấy bắt buộc phải có. Dạ vâng ạ. Chị cho hỏi lại họ và tên của chị một lần nữa. Họ tên của chị là gì ạ? Chị Lê Thị Thanh Nga. Dạ. Thế về cái phần ngoại hình ấy thì chị yêu cầu người đàn ông như thế nào? Chung cao, cao trên 1m7, người rắn giỏi. Nói chung là khuôn mặt phúc hậu, dễ nhìn, dáng người dễ nhìn, bởi vì chị thì chị cũng cao, chị cao 1m63. Rồi, phúc hậu, rắn giỏi, phúc hậu, dễ nhìn. Rồi, ok. Em cảm ơn chị Thanh Nha nhé, thì hôm nay là cái buổi giao lưu đầu tiên để làm quen.
Nếu mà tìm được cái người phù hợp những tiêu chí ban đầu thì chương trình sẽ tiếp tục làm nội dung thêm sâu hơn với chị nhé. Ừ, rồi cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Ừ. Hiểu của em không? Nghe rõ em. Vâng, chị giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình ạ. Họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp cụ thể của mình ha. À, chị là Nguyễn Thị Anh, tên thường gọi là Nguyễn Lan Anh. Sinh 1978. Yeah. Nghề nghiệp của chị là làm bên dưỡng sinh trị liệu á. Dưỡng sinh trị liệu. À. Dạ rồi. À, chị làm ở đâu? Chị làm ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh em. À. Chị Lan Anh là một con người như thế nào? Có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Điểm mạnh thì hơi cá tính, tức là ý là nó hơi mạnh mẽ nhưng dứt khoát đấy. Còn điểm yếu thì sống quá tình cảm. Rồi. Cho em hỏi một chút xíu là trước giờ chị từng kết hôn chưa? Chị kết hôn một lần và đã ly hôn được 5 năm rồi. À, tính đến thời điểm hiện tại là 5 năm. Ừ. Chị có hai đứa con, hai đứa con trai thì mỗi người nuôi một đứa. Lớn rồi, con chị lớn rồi, một đứa thì 15 tuổi, một đứa 21 tuổi rồi. Có ở cùng mẹ không? À đó, chị nuôi một đứa, còn một đứa ở với bố đấy. Ok, hai anh chị sống với nhau được tổng cộng bao nhiêu năm? À, 17 năm. Ừ, nó cũng là một chặng hành trình dài á. Thì đúng, không rồi. Biết là lý do ly hôn là gì ạ? Nói chung là không hợp nhau từ đầu rồi. Nhưng mà vì con cái á, cho nên là chị gái. Thì trong quá trình sống 17 năm cũng mất 3 lần đưa nhau ra tòa đấy, nhưng mà cuối cùng rồi không giải quyết được, nên lần thứ 3 chị mới quyết tâm dứt khoát đấy. Dạ vâng. Rồi bây giờ chị mong muốn tìm người như nào chị ha? À, chị thì cần một người thứ nhất là sống tình cảm, hai là công việc ổn định ấy. Theo với là người đó, người đó nếu người đó mà đã một thì là bỏ vợ do vợ ngoại tình hay gì đấy, hai nữa là chẳng may mà bị vợ mất á, vợ qua đời á, chứ còn lại thật ra mà nếu mà để đi tới mà kết kết hôn hay kết bạn với một người mà người ta bị vợ bỏ hoặc là người ta chưa lấy vợ lần nào á, thì nó đều có vấn đề hết em ạ. Rồi về ngoại hình sao chị? Ngoại hình thì chị người chị đầm đầm người, cho nên chị mập, cho nên là chị muốn người đó là cũng tương thương xứng một xíu. Hoặc là không hoặc là người đó không quan trọng về bên về ấy á, về hình dáng. Chị thì người đều người, nhưng mà có cái là hay cũng hay tập thể dục, nhưng còn cái là người vẫn mập từ xưa từ nhỏ đến lớn rồi. Rồi chị nghĩ chị là anh 60 ký hả? Vâng. Vị trí vùng miền quê quán thì như nào chị? Chị thì thích miền Trung với miền Nam hơn. Đúng rồi, thích miền Trung, miền Nam. Ừ. Anh ấy đang ở đâu thì sẽ phù hợp với việc hẹn hò nhỉ? Tốt nhất là gần đây đi em. Nói chung là chủ động được ấy. Rồi. À rồi, đấy, điều gì mà chị không thích ở bạn trai? Lăng nhăng, rượu bia với kiểu như là không có cái chung cùng ý thức là giữ lửa gia đình ấy. Tại vì đối với chị bây giờ mà nếu mà nói mà để đi bước nữa nó rất khó khăn, cho nên là chị muốn một người đó là người ta cũng khao khát có một người cùng đi với mình đến cuối đời á, nó tức là có một người bạn bạn tri kỷ, bạn đời ấy. Rồi, dạ ok. Em cảm ơn chị Lan Anh nhé. Thì hôm nay là chương trình làm quen với chị, và những cái
cuộc trao đổi đầu tiên. Nếu mà chị tìm được cái người phù hợp thì sẽ có biên tập liên hệ với chị ha. Ok, cái thời gian này thì mình chờ đợi lâu không em? Dạ, cái này còn phải tùy vào tùy duyên số chứ ạ. Ờ chị biết Chứ làm rồi, sao nhưng nó mà có ý một là phần nó này. khoảng khoảng bao lâu thì chương trình nó sẽ có hồi đáp cho mình đấy. Dạ, nếu mà tìm được đúng người một cái thôi thì có thể là ngày mùng 1 tháng 6 chị ghi hình luôn á. Ok Là vâng, thì vậy. còn nếu mà chưa có thì chị đợi thôi, cái đấy là À, em cũng phải đợi cái đó. Dạ. ok. À, đầu tiên xin mời bạn giới thiệu về họ tên, là công việc, tuổi tác, quê quán của mình ha. À dạ, thì em là tên là Nguyễn Thị Hồng Linh, em sinh năm 93. À, em quê quán em ở Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định ạ. Thì em đang làm kế toán trưởng cho một công ty logistics hàng không của Pháp ạ. Làm ở đâu ạ? Dạ, ở Tân Bình ạ. Ừ, là mình sống ở đây là với ai ạ? Dạ, em ở một mình ạ. Ở trọ hay sao chị? À, em. Dạ đúng rồi, em ở trọ. Em ở Ừ. dạ. Rồi mình chia sẻ một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình nha, Linh ơi. À dạ, thì hiện tại thì em từ từ hồi đến đến giờ thì em chưa có mối tình nào chính thức hết. Em chỉ có là yêu đơn phương hai người lúc hồi còn đi học thôi. Còn sau này thì cũng một phần là do tại vì em lúc em đi học thì ba mẹ không có muốn cho em quen ai, còn lúc mà khi đi làm rồi thì em cái môi trường của em nó cũng không có được rộng, nên thành ra em cũng chưa kiếm được cái người phù hợp. Rồi, nhưng mà không có ai cua em hết luôn hả? Có ai tán tỉnh gì em không? Dạ có, nhưng mà cái chất không chưa phù hợp ạ. Ừ, em nói rõ ra đi, mình có nghĩa là đừng có ngại, tụi chị cần biết là em thấy không hợp cái gì để tụi chị tránh né ra cho em á. À, ví dụ như anh đó, anh sổ sàng quá, anh xấu trai quá, hay là anh như thế nào, em cứ thẳng thắn em chia sẻ. Thì tại vì dạng như là cảm giác là cách nói chuyện nó không có hợp lơ kiểu, với lại ví dụ như là tại vì mình cũng tại vì em thì lúc khi mà em quyết định em quen thì lúc đó em cũng làm kế toán trưởng rồi, thì em cũng muốn là cái người mà nó cũng ở mức từ em trở lên đó. Còn với như dưới hơn thì cảm giác là khi mà mình quen thì mình sẽ dần dần mình sẽ trở nên hơi hơi khó, mình cảm giác mình sẽ khó phục đó. Nên sợ sẽ không có quen lâu dài được, hoặc là ví dụ như mình sẽ trở nên hơi dữ dằn, kiểu như mình biết nhiều hơn họ nhiều quá, nên thành ra sợ mình sẽ Đại loại như không em có cần phục. cái người giỏi hơn em đúng không, kiểu vậy đúng không? Dạ, với lại là cũng có người thì lại là quê ở miền Bắc rồi á, thì em cũng hơi ngại, em không có muốn quen mấy người ở miền Bắc Ừ, chứ em thích người ở đâu? à. Tại vì em sợ người Bắc, em cảm giác người ta hơi hung hung nên em sợ thôi. Còn À, miền Trung, dạ. rồi ok em, vậy thì bây giờ em muốn tìm người như thế nào nè, em mô tả kỹ cho chị ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán và cái điều kiện, ví dụ trình độ hay là em muốn người đó cái điều gì, À, điều gì dạ quan trọng nhất với em. thì em cũng học đại học rồi, thì em cũng muốn người có đại học giống em rồi này nọ. Cũng nói chung là cũng có tinh thần cầu tiến, cũng có người cũng hướng về gia đình rồi, cũng không có gia trưởng, có nghề nghiệp ổn định. Rồi, có cần thu lương nhập, mức lương gì cao hơn em không, như cách nãy em nói? Dạ thì thu nhập của em là giờ là khoảng gần 45 triệu Ừ. á. Rồi, đi em muốn sao? Chứ còn giờ kiếm mấy người mà lương cỡ đó thì chưa chắc chịu em hiểu không? Nên Dạ em đúng quan trọng cái điều gì nhất nè, như nãy em nói là những người kia có thể bèo hơn em quá, em không chịu. Thì bây tại giờ vì em muốn sao? thì em muốn là người có nói chung có trình độ, có nghề nghiệp ổn định, với lại người không có nói chung không không có tệ nạn xã hội vậy đó.
Rồi, vậy thì dễ rồi, thu nhập thấp hơn em, rồi trình độ thấp hơn em được không? Cao đẳng được không? Dạ không, sợ sẽ không có bền được chị. Rồi, nói chung á là tìm một cái người mà họ đồng hành được về mặt cảm xúc thì cái phần khác có thể nó chưa có dung hòa được nha em. Cho nên mình cũng cân nhắc chỗ đó, chứ nó không có được trọn vẹn 100% đâu. Nó chỉ là Dạ. cái cơ hội tìm hiểu thôi. Còn nếu Dạ. mà ngon lành như vậy thì họ sẽ có những cái tiêu chí của họ nữa. Dạ Chứ đúng không rồi. phải là chỉ khó khăn gì cả, nhưng mà các bạn cần phải thoải mái hơn. Cho mình Dạ. những cái khung giới hạn nó rộng hơn thì mình sẽ có cái cơ hội gặp nhiều người hơn, đúng không? Dạ. Ừ, thì chị chia sẻ vậy thôi, nếu mà được chọn á thì chương trình liên lạc lại cho em rồi trao đổi thêm với mình ha. Dạ. Nói chung mấy Rồi. cái tiêu chí là trên cái tờ giấy mà em đăng ký là ghi đúng những cái gì mà em muốn. Ừ. Nói chung Dạ. em muốn nhưng mà như tụi chị nói vậy đó, nó sẽ giảm xuống chứ không có được nhiều đó đâu, Dạ hiểu ý dạ. không? Ừ, Dạ. và tụi chị cũng nói trước là để cho em biết để mình cân nhắc lại, chứ ở đây không phải đút người ra mà cái em nói em ghi trong đó rồi cái tụi chị đút đây trang cho em, nào không có như vậy Dạ đâu ra dạ. mà đút sẵn. Có người như vậy đó, nhưng mà em cần hiểu vậy nè, người ta sẽ có yêu cầu về ngoại hình, chiều cao, người ta là trai ngon, người ta sẽ tiêu chí nữa, chị không có Dạ. chê em nhưng mà Dạ. nó đều rất là khó khăn. Em thấy là đại gia đi với chân dài không? Dạ. Ừ, em hiểu ý chị nói không? Cho nên tụi Dạ. chị rất là khó khăn để mà ghép những cái cặp đôi mà các bạn có cái điều kiện nhưng các bạn cũng đòi hỏi tương tương tự luôn thì nó rất là khó khăn ha. Dạ. Nha, nên mỗi Dạ. người hạ lại một xíu thì mọi thứ chị nghĩ là nó sẽ dễ dàng hơn đó. Dạ. Rồi, ok em, rồi chắc được rồi đó, được chọn thì bên chương trình liên lạc lại cho em sau nha. Dạ, rồi em cảm ơn. Ok, cảm ơn em rồi. Alo, chào mến nhá. Bây giờ thì bạn giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về họ tên của mình, Dạ. tên tuổi, nghề nghiệp, quê quán nhá. Dạ. Ừ, giới thiệu nhanh cho mình, họ và tên. Em là Trần Thị Thương Mến ạ. Trần Thị gì cơ? Thương Mến ạ. Trần Thị Thương Mến. Dạ. Tiếp tục đi bạn. Em 28 tuổi ạ. Là sinh năm 1995 ạ. Dạ. Quê quán, công việc hiện Em tại. ở thành phố Nghệ An ạ. Tiếp đi mến, công việc hiện tại. Bạn phải chủ động lên nhé. Và công việc hiện tại của em là chăm sóc mẹ với bạn học sinh. Rồi, ok. Dạ. Rồi. Mến là một cô gái như nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Em thì cũng là hoa đông chú vậy. Hòa đồng vui vẻ. Dạ. Điểm yếu của bạn là gì ạ? À, và hãy suy nghĩ Dạ. nhiều ấy. À. Dạ. Rồi. Trước giờ mình có mấy mối tình rồi? Dạ em có một ạ. Một mối tình duy nhất. Mối tình đó diễn ra như thế nào? Bao nhiêu năm mà tại sao chia tay? Bọn em yêu nhau vẫn đẩy nhau được 5 năm là cả thời gian nghe nhau là lớp 2 năm. Quen nhau 5 năm. Quen nhau 7 năm và cưới nhau. Quen nhau 7 năm. Kết hôn vào 7 năm thì sau bọn em ly hôn. À. Kết hôn mấy năm ạ? Kết hôn được 4 năm ạ. Có cháu nào không ạ? Dạ, có một bé gái ạ, bé gái chúng ta đã 5 tuổi. À, lý do mà mình không sống được với nhau ạ? Cái cùng có nhiều vấn đề Nhưng mà đa phần vấn đề nó là như thế nào? thì do bên trong không tú chị la mắn ấy, Dạ. trong không tú chị la mắn ấy. Công việc cho công việc làm ăn hả? Ra trong không tú chị la mắn ấy. La mắng á? Trong không tú chị ấy, không 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 chịu khó la mắn ấy. À không, không chịu khó làm ăn. Rồi. Bây giờ chị mong muốn tìm kiếm một mẫu người như thế nào chị ha? Có trách nhiệm với gia đình, yêu thương em, yêu thương con của em, không rất tưởng, không điều che cơ bản,
Rồi bây giờ mình đi về ngoại hình đi. Ngoài hình thì em là dưới nhìn một tí là được. Mến cao mét mấy? Em là 1m88. Rồi ok. Người đấy là người ở, bạn muốn ở thành phố Nghệ à, bạn muốn ở Nghệ An luôn. Tìm người ở Nghệ An luôn hay là yêu xa cũng được? Em muốn tìm người ở Nghệ An ạ. Tuổi tác hay sao ạ? Tuổi tác thì cũng không thành vấn đề đó. Sao nó được Dạ. không thành vấn đề ấy. Kém tuổi hơn đó. Thôi anh ạ, tụi em cũng đang ta chín chắn hơn. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn Mến. Thì hôm nay là cái buổi làm quen đầu tiên. Nếu mà tìm kiếm được cái người phù hợp với bạn thì chương trình sẽ liên hệ với mình ha. Dạ, em cảm ơn. Rồi. Dạ.